Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung Trần.vn và mình là Minh. Ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn review chi tiết về chiếc Lenovo Legion 5 Pro năm 2022 rồi. Thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi test game, đi chiến game em nó để xem là với một cái cấu hình mới ở năm nay thì em nó sẽ cho ra những cái chỉ số như thế nào nhá. Ok, bắt đầu luôn nào. Hiện tại thì Trung Trần đang có một chương trình giveaway với rất nhiều phần quà hấp dẫn. Link chi tiết chương trình mình sẽ để ở phía dưới màn hình. Các bạn nhấn vào để tham gia chương trình nhé. Lưu ý chương trình sẽ kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8. Sau 12 giờ kết quả sẽ không được công nhận nữa. Các bạn hãy lưu ý nha. Ok, trước khi mà chúng ta đi vào vấn đề chính ấy, thì bây giờ mình sẽ nhắc lại về cấu hình của chiếc máy trước nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một con chip AMD Ryzen 7 6800H. Chúng ta sẽ có 8 nhân và 16 luồng. Tần số cơ bản là 3.2GHz, có thể đạt tối đa turbo lên là 4.7GHz. Và TDP của chiếc máy ở mức độ cơ bản là 45W. RAM thì là 16GB, DDR5 với bus là 4800. Và chúng ta có thể nâng cấp tối đa là 32GB. Ổ cứng sẽ là 512GB. Và đây là PCIe 4.0. Các đồ họa chúng ta sẽ có các đồ họa on là AMD Radeon 680M. Còn các đồ họa rời chúng ta sẽ có là NVIDIA RTX 3060 6GB và có công suất là 140W. Ok, và bây giờ là màn test render 4K các bạn ạ. Thì ở đây mình đang có một cái video tầm khoảng là gần 1 phút. Cũng như những cái bài test ở những cái chiếc máy khác thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ render để xem là chiếc máy này sẽ render trong bao nhiêu phút nhá. Ok, các bạn thấy đây thì mình đã cho khá là nhiều hiệu ứng vào đây này. Đó, bắt đầu nhá. Ok, max thuộc hybrid rate này. Cho vào đâu đây, cho vào laptop đi. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đó. Ok. Và thời gian đó chính là 2 phút 08 giây 64. Đó, với một video dài 1 phút này chúng ta sẽ render được khoảng là 2 phút 08 giây các bạn nhé. Và đây là tựa game CSGO. Đó, mình đang chuẩn bị vào game rồi. Tí nữa thì vào thì mình sẽ bật setting cho các bạn xem nhé. Đây, vào rồi. Ok, mình sẽ bật setting cho các bạn xem luôn này. Video ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở hai hết này các bạn. Mang 2K nhé các bạn. Ok, và sau một hai ván mình chơi thì mình có cảm thấy là chiếc máy đã hơi ấm lên một chút rồi các bạn ạ. Ở đây thì mình đang cắm sạc thì cho máy nó hiệu năng tốt hơn thì mình đang cảm nhận thấy nó đang nóng lên khá là nhiều rồi. FPS của chiếc máy rất là ổn, lúc nào cũng là ở khi mà không bắn nhau nhá, khi mà vẫn di chuyển như này thì chúng ta sẽ có FPS rất là tốt, khoảng là hơn 200 chẳng hạn. Nhưng mà lúc bắn nhau thì chúng ta sẽ có cái mức FPS là 150 và thôi, tầm khoảng trên dưới 150 và thôi các bạn ạ. Ok, và đó là tựa game CSGO. Ok, tựa game tiếp theo mình chơi đó là Apex Legends. Bây giờ mình sẽ bật setting cho các bạn xem này. Ok, độ phân giải 2K nhá.
2 toàn là 2 hết đấy các bạn. Ok. Ok, và ở độ phân giải 2K thì chúng ta sẽ có mức FPS khoảng dưới 100. Thường thường sẽ dưới 100 thôi, nhưng mà có đôi lúc chúng ta sẽ có mức FPS khoảng 120 đến 101 đó các bạn. Ok, và card 3060 của chúng ta đang chạy là 95-96%, và ở đây đang có ăn 85-90 watt điện. CPU đang chạy 20% nhé các bạn. Ok, và đây là tựa game Apex Legends. Ok, và đây là tựa game Destiny 2. Như bạn thấy thì mình đang để setting ở 2 hết nha các bạn. Mình để max setting hết. Và chúng ta sẽ có độ phân giải là 2K. Ok, bắt đầu vào game này. Ở đây thì MSI Afterburn nó không hiện được các bạn ạ. Nên là mình có hiện chỉ số FPS ở trong game thôi. Thì các bạn có thể thấy FPS ở trong game nó đang ở mức là dưới 70 FPS. Ở độ phân giải 2K mà dưới 70 FPS. Destiny 2 là một tựa game khá nặng đấy các bạn. Hơn 100GB, nên là với cái mức FPS như thế này thì mình thấy cũng khá là ổn rồi. Rất là ổn để các bạn chơi rồi nhá. Và một vấn đề nữa là khi mà mình chơi nhá, thì cảm nhận của mình sẽ cái phần chiếu cây tay các bạn nó không hề bị nóng lên đâu. Nó chỉ nóng ở cái phần trên, phần bàn phím thôi. Nhưng mà cái phần chiếu cây tay thì chúng ta sẽ có một cảm giác rất là thoải mái. Ok, và đây là tựa game Destiny 2 nhé các bạn. Ok, tựa game này là Red Dead Redemption 2 các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ bật cho các bạn xem setting trước nhé. Ok. Setting. Ok, và như các bạn thấy đây thì mình đã để ở setting này. Ở đây thì mình đã để ở 2K này. Và tất cả thì mình đều để Ultra và 2 hết nha các bạn. Đó, Ultra và 2 hết. Ok, để xem là một chiếc máy Lenovo Legion 5 Pro 2022 chúng ta sẽ có chỉ số là bao nhiêu nào. Ok, vào game rồi thì các bạn có thể thấy FPS của chiếc máy đang ở cái mức là dưới 50 FPS. Các đồ họa 3060 đang chạy 99% và đang ở là 95-96W. CPU đang chạy 18-19%. Oh,
Ok, sau một khoảng thời gian mà mình chơi thì chúng ta sẽ có các bạn thấy các đồ họa 3060 của chúng ta đang có công suất là 94.5.6W. Đó. Nhiệt độ là 74 độ C này và đang chạy 99%. CPU đang chạy là 12%, 14% và FPS hiện tại đang là ở mức 50 FPS. Đó thì so với Slim 7 thì mình thấy hai chiếc máy có vẻ như là FPS không gọi là chênh lệch quá là nhiều đâu các bạn. Đó, và đây là tựa game Red Dead Redemption 2. Ok, và đó là tất cả hiệu năng của chiếc Lenovo Legion 5 Pro năm 2022 này. Như các bạn thấy đấy, với một cái cấu hình mới, một cái hiệu năng mới thì em nó cho ra những cái chỉ số rất là ấn tượng. Thì khi mình chơi game và test hiệu năng trên chiếc máy này thì mình có để tất cả ở Performance Mode và mình có bật Passwork lên rồi các bạn. Đó, ok. Và hiện tại thì với mức giá khoảng dưới 40 triệu thì nếu như các bạn có mua em nó về không? Hãy để lại ngay comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của chúng mình để có thể xem được nhiều video hữu ích hơn. Ok, bye bye.